Rồi hello anh em, hôm nay mình quay chiếc cáp của em trai 2K7 nè anh em. Mới lớp 9 nè mà độ chiếc xe khủng ghê không anh em. Anh em thấy vòng vòng anh thấy chiếc xe cũng độ cũng nhiều tiền lắm nha. Anh em nào bên sạp điện anh em sẽ biết giá trị của nó nha. Chứ mình nói giá trị anh về anh em sẽ ném đá mình nha. Mình không biết, mình không có nói đâu nha. Đó. Mình quay sơ sơ một vòng cho anh em xem nè. Cơ thì em nó đi bánh 5KV4 bản cân bằng rút cong thì anh em. Em trai nó đi IC thì IC Magis 550 cầu ra một cái automat đó. Phục rồi sau thì đi phục ô liền phay nha, tay dầu trước sau luôn em nó đi. Đằng trước rồi giờ mình tới đằng sau nha anh em. Đằng sau em nó đi một phục ô liền phay với một cái góc em nó hàng lại theo kiểu bánh theo vừa cái bánh 5KV4 bản cân bằng ở rút cong đi của cái niền của xe Honda nha anh em. Với một cái cặp vỏ ruột 180 của xe như em nó nói như Maxxis thì sao mình cũng không nhớ rõ nữa. Heo thì em nó đi heo Brembo. Rồi mình cho anh em xem nó, xe này bốc đầu nha anh em, mượt lắm nha anh em.